Video này lên cực kỳ gấp rút với một câu: spam lẹ lẹ anh em ơi trước khi nó hot fix. Để ta thấy được độ lỗi của vị tướng Demacia với giá 3 vàng đang khuấy đảo meta chưa đầy một ngày. Không ai khác ngoài Garen, hiệp sĩ thép của Demacia. Vậy tại sao Garen tự dưng lỗi tới mức mà nhiều anh em cờ thủ spam đến thế? Thậm chí Garen 2 sao có thể giúp anh em top 1 cực dễ. Hãy cùng cà phê nhân phẩm khai phá ngay giáo án này nhé. Anh em mình vào việc. Nền tảng GG Live, nền tảng mang đến hệ sinh thái streamer và idol được đào tạo cực kỳ bài bản, cực kỳ chuyên nghiệp. Đã vậy, khi đến với GG Live, anh em sẽ không chỉ được xem live mà còn vừa giải trí, vừa gia tăng thu nhập. Nền tảng sẽ liên tục tổ chức các giải đấu esports độc quyền, hứa hẹn là sân chơi để viewer tỏa sáng đỉnh cao, tìm người chơi cùng cực dễ, đi kèm nhiều ưu đãi hứa hẹn, xem là mê. Ké GG Live ngay và luôn anh em nhé. Đây là một đội hình mà khá chắc chắn là rất ít người biết. Bởi ranking cương trở lên thì các anh em biết chơi chả thèm ngó tới 7 Demacia, chứ đừng nói tới 9. Còn 5 Demacia chắc có bài kêu kẹp được, cơ mà thêm mỗi tí chỉ số giáp với hai đồ ánh sáng, không ăn thua so với các tộc hệ khác. Chính vì thế, Riot đã bao lần bóp sấp mạnh tay các mốc sau của Demacia. Nhận thấy tộc hệ có con cưng Lux suốt 2 tháng trời rất ít ai chơi, phiên bản lần này Riot bóp mạnh tay Demacia. Chi tiết cập nhật liên quan tới Demacia anh em có thể theo dõi trên màn hình. Đặc biệt là Garen đã được buff liên tiếp ở 13.15 và 13.16. Đây là lý do đầu tiên Garen quay lại meta. Lý do thứ hai đó là các top thách đấu đã tìm ra một huyền thoại cực lỗi là Master Yi, rất hợp với bài Garen này. Nâng cấp đầu tiên là tiếp sức cho cả team thêm tốc đánh. Nâng cấp 3 là tăng tốc nào, giúp Garen rất dễ tiếp cận các mục tiêu trước mặt để quay. Hai lý do trên đã đủ điều kiện giúp Garen cùng quân đoàn Demacia comeback cực mạnh ở 13.16. Giờ hãy cùng cà phê nhân phẩm xây dựng ngay đội hình nhé. Form cấp 7 gồm 7 tướng Demacia: Kale, Poppy, Galio, Sona, Garen, Lux, Javan. Chỉ cần đủ form, Garen đổ xài được và nhiều tướng rẻ tiến lên 2 sao, anh em rất dễ có chuỗi thắng ngay giai đoạn giữa game, bởi rất ít đội hình có thể ngăn cản trong chóng tre ngay lúc này, mà các đội hình đấy thường sẽ là 4 vàng 5 vàng. Lúc này, anh em eco tiền và lên 8, kẹp thêm Nasus hoặc Aatrox để kích thêm dũng sĩ cho Garen châu chó chút. Nếu cấp 7 không đủ form 7 Demacia, anh em có thể cho Teemo và Sett vào thế tạm. Lúc này, đội hình gồm Kale, Poppy, Galio, Teemo, Sett, Sona, Garen. Đồ Lux thì trôn lè cầm tạm, còn đồ Javan cho Sett. Lên 8 cũng sẽ kẹp đủ 7 Demacia và thêm một dũng sĩ là tròn bài. Lúc này, anh em có hai lựa chọn: roll Garen 3 nếu ra Garen nhiều, hoặc lên 9 kẹp thêm pháp sư cổ ngữ Ryze. Giá 5 vàng bản này đều bị hấp, chỉ có Ryze và Aatrox được bóp, và cả hai lại đều nằm trong đội hình Demacia. Quá là hợp lý đúng không nào? Tiếp theo, chúng ta cùng đến với phần trang bị. Vì đây là đội hình Garen nên sẽ ưu tiên đồ cho Garen trước. Quyền năng là món đầu tiên mình lưu ý, bởi Garen sẽ cần sự trâu bò để trụ trong lobby. Nếu lobby quá nhiều sát thương vật lý thì giáp gai sẽ là lựa chọn tốt hơn, hay vuốt rồng nếu lobby nhiều sát thương phép. Cơ mà quyền năng là lựa chọn hoàn hảo, cân bằng cả công lẫn thủ. Cuồng đao cũng ngon, nhưng mình sẽ giải thích kỹ hơn ghép cuồng đao ở trường hợp nào trong phần triển khai đội hình nhé. Đồ thứ hai sẽ là đồ hút máu, huyết kiếm, bàn tay hoặc kiếm súng giúp Garen hồi máu siêu thấm khi dùng trong chóng tre. Đồ thứ ba tất nhiên là đồ ánh sáng random. Lux sẽ đảm nhiệm sát thương phép, bùa xanh là lựa chọn hợp lý nhất. Với nâng cấp tăng tốc nào ở round 4.2, cả team hoàn toàn có thể càn quét team địch trong 10 giây, nên bùa xanh sẽ giúp Lux sai chiêu liên tục, phụ người anh Garen quay phía trên. Món 2 sẽ xoay quanh kiếm súng, diệt, găng bảo thạch, mũ phù thủy, tùy đồ anh em lúc đó có gì. Món cuối tất nhiên là đồ ánh sáng random rồi. Quỷ thư cũng là món ngon và phù hợp với Javan, Sona. Riêng Javan, anh em có thể ưu tiên cả nó set để giảm một vùng kháng phép giúp Lux ra chiêu đau hơn, hay một đồ thủ cứng cáp giúp hắn trâu hơn. Nhìn chung bài này, anh em ưu tiên đồ chuẩn cho Garen, bùa xanh cho Lux, còn lại thích xảo nấu thế nào cũng được. Giờ đến ngay phần sắp xếp đội hình thôi nào. Xếp team quá dễ luôn, một hàng ngang tập hợp ở trên và một hàng ngang tập hợp ở dưới. Anh em không nên quá tham hiệu ứng Demacia, vì tham thì thâm, có rất nhiều khống chế diện rộng ở bàn này. Garen sẽ để ở phía mỏng nhất của team để dễ tiêu diệt hàng trên tràn vào trong. Lux sẽ đứng ngay sau Garen để thổi bay kẻ địch. Còn Javan xếp trước mặt carry địch để cố gắng tranh nhiều nhất giúp Garen nha. Với đội hình này, chắc chắn 100% anh em buộc phải chọn Master Yi để spam. Nhưng để khai thông cho anh em, mình sẽ giải thích kỹ từng lựa chọn một.
với nâng cấp đầu tiên, tiếp sức. 100% anh em chọn giúp tôi bậc vàng và kim cương vì nó khá ngon. Lúc này, anh em hãng nghĩ tới quyền năng cho Garen. Tuy nhiên, tiếp sức bạc lại không quá ngon, nhưng cũng không tệ. Cà phê nhân phẩm sẽ ưu tiên chọn các nâng cấp kinh tế như phong độ bất ổn, giữ vững phong độ, nước đi liều lĩnh, AFK, sao cho anh em eco tiền lên 7, giàu nhất có thể. Lúc này, anh em sẽ nên ưu tiên cuồng đao hơn là quyền năng, giúp Garen có tốc đánh để gồng cơ đít xoay. Với nâng cấp thứ hai, sẵn sàng nghênh chiến, anh em bỏ qua ngay lập tức vì nó cực phế, đặc biệt là bậc kim cương. Nếu các nâng cấp khác không ngon thì anh em đành chọn thôi, chứ thật ra thêm tí sát thương hay chống chịu không quá ngon cho bất cứ team nào. Với nâng cấp cuối cùng, tăng tốc nào, đây là chiếc nâng cấp bắt buộc phải chọn khi chơi Garen. Nó sẽ giúp Garen tiếp cận cực nhanh mục tiêu, xoay xoay và kết liễu chúng. Thực chất, vùng đất nào cũng có thể spam bài này hết, trừ trại Stillwater thôi, nên anh em không quá lo đâu. Đầu game, hãy ưu tiên đánh chuỗi để tích lợi tức nhiều nhất. Theo cà phê nhân phẩm, eco trắng là lựa chọn tốt nhất. Có thể nhặt đồ ngon cho Garen, có thể phá chuỗi thua của các nhà pushover. Đánh chuỗi thua đơn giản vì bài Garen tự tin anh em sẽ bách mạnh nếu roll ra. Giữa game sẽ lên 7 ở 3.2 hoặc 3.5 tùy lượng kinh tế đang có. Lúc này, form 7 Demacia là lựa chọn ngon nhất, hay 5 Demacia với Teemo, Set trước khi ra Lux và Jarvan. Bài full 2 sao là hoàn toàn có thể đánh chuỗi thắng lại nếu đồ không quá xấu. Lúc này, anh em ung dung lên 8, lên 9 kẹp các từ bọn mình đã nói ở trên. Còn nếu lobby quá nhiều nhà spam, anh em cũng có thể đánh chuỗi thắng hay giữ máu và đợi 4.1 roll. Lúc này hãy check lobby xem người ta bắt hết Garen chưa. Nếu chưa thì cứ tự tin roll xoay form, còn không có thể ưu tiên xoay về Aphelios cũng được. Vậy là đã xong phần đội hình, giờ cùng đến với các nâng cấp nào. Như đã giải thích ở trên, có hai nâng cấp gần như phải lấy là tiếp sức và tăng tốc nào. Ở nâng cấp 2, anh em hoàn toàn có thể chọn những cái đánh nhau, như đồng lòng đấu tranh giúp team cứng cáp hơn, găng bảo thạch tăng sát thương đấu ra, xiềng xích kháng ma tăng sát thương cho cả hội Demacia, cộng mệt nghỉ và món quà tử sĩ tăng mọi chỉ số cho team, truyền máu để trâu hơn so với mấy nhà khác. Hai anh em có thể ưu tiên chọn ấn như sách chọn ấn, huy hiệu, vương miện Demacia, thẻ thư viện, tận tụy hết lòng. Nếu thiếu đồ, anh em có thể chọn các nâng cấp đồ khi đã có hai nâng cấp đánh nhau. Ngoài ra, hộp Panora tướng rất lỏ nếu anh em muốn vẽ Garen 3 sao quẩy nát lobby. Đã cùng điểm qua cách triển khai cùng những các nâng cấp phù hợp rồi, sau đây cùng xem ưu nhược điểm của những gì để lưu ý nha anh em. Bài Garen này rất mạnh là bài Hop Meta 33.16. Chưa tìm thấy đội hình nào có thể khắc chế hoàn toàn, kể cả Exodia và 4 vàng 3 sao đều phải cháo thua trước hiệp sĩ Garen cùng đồng bọn. Còn nhược điểm thì cũng như các bài khác, đồ xấu, roll đen là cúp. Nếu Garen bị focus sớm thì nguy cơ cao, khó thắng. Các bài sát thương đơn mục tiêu như Azir, Aphelios và Kalista đều có cơ hội ăn được nhà Garen nếu xếp không chuẩn. Và yes sir, đương nhiên rồi, rất nhiều nhà tranh, chắc chắn là như thế. Hy vọng bài đấu Garen trong chóng tre lỏ này sẽ giúp anh em leo rank thật tốt trong bản mới nhất, mà đồng thời cũng mở ra cho các anh em khác một lối đi riêng nếu lobby quá nhiều Garen. Chúc anh em gặp nhiều may mắn nhé! Đừng quên ủng hộ mình bằng một like, một share, một subscribe cũng như chờ vào nút chuông để không bỏ lỡ những giáo án từ cà phê nhân phẩm. Còn giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong các video lần sau. Shopcafenhanphẩm.com, siêu tháng 11 siêu to cuối năm, siêu hạ giá kho nick liên minh và đấu trường chân lý, sở hữu tài khoản ngay bây giờ chỉ bằng nửa giá cũ, siêu thật, giảm thật, chỉ có tại shopcafenhanphẩm.com, đường link sẽ để dưới phần mô tả các bạn nhé.